Chào cả nhà nha. Hôm nay Hiền làm một cái video clip quay về một cái ba lô. Nói chung là mỗi người khi chúng ta ra đường thì phụ nữ luôn luôn là có một cái giỏ xách vào, hoặc là một cái túi xách hoặc cái ví cầm tay. Còn nam thì luôn luôn có một cái túi đeo hoặc là một cái ba lô, nói chung cái nó tiện cho công việc nào đỡ điện thoại rồi vân vân. Thì hoặc là đi công tác thì cũng có cái cặp tác. Thì sử dụng rất là nhiều qua nhiều cái cặp. Thì hôm nay Hiền lý do vì sao mà Hiền quay cái video clip này, tại vì khi Hiền làm clip mà gọi là giải trí và làm vlog này nè, thì Hiền lại thấy cái những cái cặp trước đây của Hiền không phù hợp. Thì đó vậy thì Hiền giới thiệu lại, trước đây Hiền mang cái cặp đi làm như thế nào, đi công tác như thế nào, và hôm nay Hiền giới thiệu về tại sao hôm nay Hiền giới thiệu cho cả nhà mình và đặc biệt là các anh em làm YouTuber đó nha, là cũng nên làm một cái túi giống như mình đang làm đây. Và cái túi đó như thế nào thì để Hiền sẽ quay đấy, bắt đầu nha. Đây Hiền sẽ giới thiệu cho. Hồi kia mà Hiền hay đi 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 làm á, hay đi làm bình thường mà đi lặt vặt á, thì mang cái túi như thế này nè đấy cả nhà. À, mình mang cái túi nhỏ nhỏ gọn gọn, trong này đựng giấy tờ, lặt vặt một số giấy tờ, tại phần đông là Hiền là làm bên điều hành quản lý thì có giám đốc, có một số làm rồi. Còn đi công tác thì Hiền xách cái này đây, đi công tác thì Hiền chỉ xách cái này thôi đó, xách cái này thôi là xách đi công tác, đi hội họp. À, đây là Lê Đức Hiền, là lên sân bay cho khỏi bị nhiều khi rảnh thì xách, không rảnh thì bỏ hành lý, thì nó không có bị ấy nè. Cái này là cái nền xe nè đó, cái này mà phải giống như người, giống như các vlog khác à, hoặc các anh YouTuber khác làm vali tiền cái ra cho được triệu view ha, mình không thích vậy đâu. À, đây là đi cái này. Nhưng hôm nay Hiền sẽ giới thiệu thêm một cái bạn đồng hành mới, do gì mình hay đi công tác rồi nhưng mà mấy kỳ thì mình không có, nhưng mà hôm nay ra quá trình đài giới thiệu. Nhìn các bạn nhìn không, nó không phải là một cái túi của đánh golf, mới đánh golf, mà cũng không phải là mà ấy, là một cái ba lô này đỡ cho tác nghiệp clip đây, đỡ nằm cũng được, dựng đứng cũng được đây. Và đỡ Hiền, Hiền quay lại cho cả nhà thấy nha. Đây, cái túi này nó đựng cái gì, chức năng gì, và vì sao Hiền phải nhờ nhờ hai anh thiết kế, một bên anh may và một bên anh kia thiết kế cho Hiền ấy. Đây, đỡ bên này nó hơi bị chói ngược nắng chút xíu ha. Đây, thiết kế cái túi này, cái này đi công tác, đi hội họp bên bất động sản rồi mình xách đi qua sân bay đi rồi. Cái này thì giờ chắc là ấy không đi. Cái này thì mang thế này nè, mọi người cũng hay thấy Hiền hay mang này nè, mang với anh mà đó, Hiền hay mang thế này đi nè. Đấy, hàng ngày Hiền đi Hiền mang uống cà phê hoặc đi làm, một số giấy tờ lặt vặt mang cũng đi. Nhưng mà do vì bây giờ Hiền làm clip á thì cái này nó không giải quyết vấn đề, vì nó phải cái mang nào là tùm lum đây nè, mang cây nè, mang gậy nè, mang nhiều thứ lắm, mang gimbal nè, nhiều thứ quay lắm, mà nói chung cái cặp này không giải quyết. Rồi mang những cái nối những cái chi tiết đi kèm nó nữa thì cái này nó không giải quyết vấn đề. Nó là Hiền mới nói với anh bạn bên 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 nệm á, bên chuyên nệm cao cấp á, cũng chuyên làm. Hiền mới nói với anh ấy, được rồi để anh thiết kế cho một cái giỏ và để thuận lợi cho công việc đi, và cái giỏ này nó đa năng, nó thuận lợi như thế nào thì Hiền đã giới thiệu cho cả nhà mình nha. Và cũng đỡ cho các anh mà làm đi làm YouTuber á, hoặc là các anh làm clip á, và lắm qua đi làm á thì sẽ mang như vậy nè, mình thấy tiện lắm. Đây mang đi nè, tại vì Hiền không giống như mọi người khác, Hiền đi ngay đi công tác cũng có một mình, mà đi đâu cũng có một mình ơn nè. Đây không có ai hỗ trợ hết, thành ra khi mình làm thì mình mở ra tại chỗ mình dùng luôn ha. Còn khi nào đi họp hành cái này về thì đỡ, ví dụ đi công tác thì đỡ, về này đỡ khách sạn rồi, còn này mình đi quay cái khu nào đó thì tự một thân một mình đây. Giống như cái bài hát là một ba lô cây súng trên vai như này, một ba lô cái máy trên tay đó, đúng không? Bài hát là một ba lô cây súng trên vai, còn mình thì là bây giờ mình đam mê clip, mình quay cảnh đẹp rồi giới thiệu mọi người những cái nơi mà đi thì đường nó sẽ hiểm trở, hoặc là những cái khu rừng, hoặc là những cái thác gờn á, mà mình hai ba người thì người ta còn giúp nhau, còn mình một mình thì một ba lô một cái máy trên tay, đúng không? Một cái máy mình quay, mà khi mà mình đỡ đâu cái mình cần cái gì là hết pin, là mình sẽ dùng hết pin trong này, sẽ chứa cái gì thì sẽ làm luôn. Đây
hoặc là trường hợp mà mình đi mà lên sân bay mang vướng thì mình xách vậy đây nè, đây cả nhà, mình xách đi, xong rồi mình lên sân bay chứ mình mở cái mình nhét vô cái xuống thì mình xách xuống sân bay xong. Tại vì Hiền đề sắp tới là dịch nó cũng bớt rồi, bớt mình thấy các nơi cũng mở cửa đi rồi, Hiền sẽ đi công tác nhiều lần, sắp tới sẽ đi công tác thành phố Hồ Chí Minh nè, có cái gì trong thành phố Hồ Chí Minh mà hay hay thì Hiền sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Thì uống cà phê quán nào đẹp đẹp thì Hiền cũng quay lại, hoặc là Hiền đi cái vùng sắp tới về Vinh nè, thành phố Hồ Chí Minh nè, rồi Ba Ma Thuột nè, có thể là Vũng Tàu với lại Phú Quốc nữa, nói chung là những chuyến sắp tới sắp tới. Thành thử là Hiền đỡ thích nghi hơn là chơi cái này nó giải quyết được nhiều vấn đề, và mình nghĩ là thôi đã nói thì nó giải quyết cái gì thì Hiền sẽ quay lại cho mọi người thấy là ông anh bạn của mình ông thiết kế cho mình có được hay không, và học hỏi là bắt chước mà. Nếu các anh chị bên YouTuber mình á mà thấy cái này thuận lợi thì cũng nên tự mà làm cái vậy cho nó tiện nha, chứ mang cái ba lô mình làm, mang cái ba lô, cái ba lô bán ngoài thị trường đó, nó không có đủ cái ngăn mà nó còn lung tung lắm, nó không có giải quyết được như cái này đâu. Thế thì Hiền đựng cái gì nha, đây Hiền đựng cái gì nè, được cái gì đầu tiên Hiền đựng cái gimbal nè, anh em mình quay thì biết là cái gimbal nè, cái cây gậy nè, một cái cây gậy nè, nhát cái gậy nó dài hơn cái túi này dài nè, thấy chưa, cây gậy nè, cái gimbal nè, cái chân đế nè, hai cái chân đế nè, binh dự phòng nè, sạc về sạc tăng nè, máy ảnh nè, rồi dụng cụ lặt vặt nè, nói chung là những cái lặt vặt nè, có cả kính nè, kính thì như Hiền nói đó, hoặc là kính là bảy màu kính là mình làm gì đó mình phải có kính nè. Thành thử là Hiền sẽ làm sao với một cái đống hỗn độn như thế này, bắt đầu Hiền sẽ thao tác cho nó vào hết trong kia, coi như hô biến vô cái túi thạch xanh kia. Đấy, hô biến cái nó ra những món như vậy. Hiền sẽ giới thiệu cho anh em. Đây. Tại vì có những cái mình cũng độ anh em à. Ví dụ như cái này là mình chia sẻ cái này mình cũng không kinh nghiệm bằng mấy anh em nha, nhưng mà mình chia sẻ nè. Đơn giản như cái này nè. Cái này thì cái chân quá bình thường rồi đúng không mọi người? Đây. Nhưng mà khi mà sử dụng cái chân á thì mình có cái đế gài để mình gài cái gimbal này để mình quay, khi mình quay cần thiết là mình đỡ tự quay một mình. Nhưng mà với Hiền thì nó lại bất tiện vì cái gimbal thì lại gắn cái này vô, mà gắn cái này là đang đi quay, nhiều khi mình quay trên cái tầm ngắn á thì mình đỡ cái này lại trên bàn mình nói chuyện mình tự quay, nhưng mà khi mình ái đây thì Hiền lại đổ tiếp. Nói chung người Việt Nam là chuyên đổ, thế là Hiền đổ cái này đó, Hiền đổ chứ không có cái dụng cụ nào như thế này nha, cái đầu Hiền đổ này vô. Thế là độ lại thêm đoạn ngờ rồi đó. Thế là khi mình quay nè, các anh mà nào đã làm bên YouTube quay hoặc là quay thì biết, mình độ rồi chẳng lẽ mà tới nơi đang quay cái mà mình phải dặn cái này, rồi mình dặn vô này thì nó hết thời gian, tại vì có mình nè. Thế là Hiền đó, độ vô luôn, thấy mọi người thấy độ không? Việt Nam là ham độ lắm, xe độ cái gì cũng độ, nói chung là Việt Nam mà. Thế là Hiền độ cái cây này, và cần thì mình bật cái này liền. Cái ống này là cái độ nha, chứ không phải ống này mua đâu nha, mọi người nghe tìm ra đâu nha. Đã cái chân thì dễ rồi, đã ống độ là mình độ, mình bỏ vô đây luôn, tại vì mình quay xong mình đi ra ngoài để mình tự quay rồi. Và nói chung cái này thì quá bình thường đơn giản, nhưng vấn đề đặt ra là gì? Vấn đề đặt ra là nó quá lung tung đồ. Đấy là chưa kể là Hiền chuẩn bị mua thêm cái Blackcam á, thì nó sẽ thêm một cái đó mà lĩnh kỉnh, gọi là một hành trang thêm, nó rắc rối thì mình phải kiếm cái gì đó để gói gọn cái hành trang mình. Đây bây giờ gói gọn như thế nào nha. Rồi Hiền sẽ bỏ vào trong này như thế nào cho cả nhà cùng xem nha. Đây cái túi đây, bắt đầu giới thiệu nha. Bắt đầu mình sẽ bỏ đầu tiên, ngăn đầu tiên là cái gimbal. Wow, mọi người nhìn đây, bị ngược nắng không biết. Đây mình bỏ cái gimbal vào đây, phải có cái túi này thôi cả nhà ơi,
Tại vì không có cái túi này á là không giải quyết được vấn đề. Bây giờ mình khi mình cần rồi tra vào hộp, tại vì cái này nó phải vào hộp, bởi vì mình không thể bật mí được. Nhiều khi chỗ cái anh cung cấp anh nói là phải bị sóc đây, lật nằm xuống kéo ra cho vào đây cũng thoải mái nha cả nhà, bóc lấy rồi nó cũng dễ nè. Đấy, bỏ vào đó, sau này không biết nó ra cái đời nào, biết đâu ra cái đời hộp lớn hơn thì mình cũng dự phần mà mình may nó lớn lớn hơn một chút. Ấy mà xong cái gimbal, tiếp đến là mình bỏ cái máy ảnh. Đây là máy ảnh đơn giản nha, còn cái máy ảnh kia nữa là có cái túi riêng nữa. Mà thôi bây giờ hiện đại rồi, mình chỉ xài điện thoại với lại ấy thôi, chứ thực ra mình xài cái quay kia nữa thì nó cũng đơn giản. Nhưng mà cỡ nó có cái gì cũng bỏ vô luôn, nhét vào luôn. Đây, ngăn thứ hai. Cả nhà thấy không? Mình bỏ rất là nhiều được, ngăn đây rồi nhét vào đây. Ừ. Hoặc là cái máy quay nhỏ mà của cái trên cái máy quay chuyên dụng á là hai ngăn. Ngăn thứ ba là mình bỏ bên dự phòng. Hai cái bình dự phòng với cái sạc pin thì bỏ được nè, bình dự phòng thì còn cái bình nữa. Đây. Đó, bỏ bình dự phòng vào. Rồi. Một ngăn, hai ngăn, ba ngăn, thế là bên này. Bên này chưa gì hết nè cả nhà, đúng không? Ba ngăn này là gimbal, rồi máy ảnh, rồi bình dự phòng. Thì ngăn này á, bây giờ tạm thời ngăn này là Hiền sẽ bỏ cái playcam. Nhưng playcam thì mình đang ấy hàng về, thì bên đó họ đang chờ cái gì mà hiện đại nhất, cho anh đã nói hiện đại nhất mà dễ sử dụng mà nói gì đó, nói chung là công nghệ Hiền ấy, thì anh nói để từ từ thông thả, anh sẽ khi nào ok thì anh sẽ báo Hiền cái anh chỗ mà cung cấp á, cung cấp thiết bị á. Thế thì cái này sẽ bỏ kính vào nè cả nhà, đây một cái kính. Lúc này thì mình sẽ đeo cái kính này đúng không, như Hiền giới thiệu cả nhà đeo kính này. Thì cái kính này mình sẽ không bỏ ra nè, mình đeo kính này mình quay xong mình lỡ quay kính này mình đổi kính mình bỏ xuống này mình đeo kính này lên. Thế mình bỏ cái kính này vào trong cái bộ kính mà bảy bảy sắc cầu vồng đây, bảy màu đây đó, mình bỏ vào bảy màu đây là bảy kính, bảy kính đây, cái này tám cái, tại vì mình làm cái nghệ thuật thì mình cũng phải trả đẹp một chút. Bỏ cái này vào thì cái này mình đeo một cái thì bỏ cái này vào nữa, thì tạm thời chưa có cái này thì mình bỏ cái kính vào đây. Đấy. Rồi nhét thêm chai nước nữa cũng được nữa nè. Đấy, nhét thêm chai nước chứ uống nha. Nhiều khi có những chỗ mình đi vào những chỗ mà đâu có bán quán rồi đâu. Mình đi mình giống như đi phượt ấy. À. Bây giờ là phải đó, là thêm một ngăn nữa ha. Đúng không? Một ngăn nữa nha cả nhà. Rồi bây giờ là đến cái này. Dĩ nhiên trong quá trình mình sẽ sạc pin rồi mình truyền dữ liệu rồi quăng quăng về khách sạn rồi mình làm rồi mình mà nhiều khi mình bỏ quên tai phone, nói chung là nhiều thứ tai phone máy nghe rồi nữa thì mình thôi vợ Hiền Hiền rất rất là nhiều anh em trong nghề biết rồi, bỏ vào đây hết mình sẽ xếp bỏ, giờ mình bỏ luôn chứ mai mốt là mình phải gói gọn đàng hoàng chứ không phải nhùi nhùi kiểu này. Nhưng video clip mình làm mình tượng trưng là mình bỏ vào chứ còn phải mình phải băng thế này nè, cột lại bỏ vào đó là một ngăn. Là nãy giờ là mình bỏ được 5 túi rồi nè, thấy chưa? 5 túi rồi nè, 5 túi. Thêm một cái nữa là mình bỏ danh thiếp. Hộp danh thiếp gọi là kẹt á, nem kẹt á. Tại vì Hiền làm bất động sản mà. Kẹt của Hiền thì giờ mình nói luôn cả nhà. Hiền danh thiếp chức danh công việc mình bên bất động sản này nè. Đó, đúng không? Mọi người tưởng là quảng cáo nó khổ ghê ở đây. Và bên này thì cũng làm luôn, có in YouTuber nó hiện luôn. Biết sao không? Mình vô mình quay quay quay, nhiều khi ơi thằng kia xách máy mới quay cái gì nữa, đôi khi cái mình đang quay lỡ mất là sự mình đưa cái danh thiếp người ta dòm. Tao thấy em công việc chức danh chức vụ địa vị của mình, cái người ta kiểm tra trên Google, tao thấy mình cũng đàng hoàng chuẩn đâu đó, cái người ta vẫn cho mình quay. Cho các bạn những anh chị YouTube biết thì đã quay rồi biết á, đi quay là phải xin người ta. Phải xin đấy, có chỗ người ta cho quay vui vẻ, có chỗ người ta không cho quay, thành ra phải xin và người ta coi mình là ai, mình có đàng hoàng hay không, hay là lôi nhôi lên cơm lớp nhất xã hội bây giờ mà. Đây, bỏ vào đây
Rồi, nói tóm lại là 6 cái túi đã được sử dụng rồi ha cả nhà. Ta còn một cái nữa. Đây, cái chai thì bà quên cái sổ trong kia rồi. À lỡ lấy chú thu cái chi bà tạm nè. Anh nè. Đây nè cả nhà, bỏ đi bỏ được đây nè. Bỏ vào. Tài liệu hay là cái đến một vùng nào đó có cái bản đồ. Mình đến một địa danh thì mình có cái bản đồ, mình rút cái bản đồ ra mình dò, ví dụ đây là cái, đây là cái phiếu thu phiếu chi của công ty hiện lấy tạm thôi, phiếu chi tiền cho công ty của công ty thì hiện đó cặp đây hiện ký. Đây mình rút vào đây nè, là cái bản đồ, bản đồ mình rút ra mình dòm địa lý. Dĩ nhiên là coi trên trên Google Maps, nhưng mà Google Maps nó chỉ coi thôi, nhưng mà còn cái có những cái địa danh là có những cái tờ brochure du lịch đồ đó thì mình sẽ gắn đây, đỡ đôi khi mình dở ra mình coi à, ví dụ như vừa đây đó có cái gì, gì địa lý du lịch hay chỉ dẫn là gì đó là mình sẽ gắn đây đó. Còn ngăn bên này nữa nha cả nhà, đựng tiếp nữa, anh này thiết kế nhiều quá, ngăn đây nữa nè, anh thật biết đựng cái này chưa nghĩ ra, chưa nghĩ ra là cái gì trong này. Chắc cái này nó dài đây, thọc cái kiếm đập vô nó dài luôn, giác lên nó thành giống như đi giang hồ Việt khách quá. Rồi, cơ bản là xong, thì bây giờ cái ngăn trong này là cái gì thì bắt đầu mở ra luôn nè, đó, thì mở cái nắp này ra. À, cả nhà thấy chưa? Đây, mở nắp này ra nó là cái này nè. Đó, ở trong này có vẻ chắc chắn nè, thì mở cái nắp nhẹ lên. Ủa, anh này kỹ lắm, anh làm cho mình kỹ lắm, anh thương mình quá, anh nói thấy anh Hiền vất vả quá để làm luôn. Này. Anh nói anh Hiền đam mê quắc vẻ quá thôi, hỗ trợ anh Hiền đó. Thế là cả nhà nhìn thấy trong này không? Trong này nó như là một cái thùng kem vậy, mà chắc cái buồn buồn là đựng kem luôn á. Đó. Đó, thế thì trong này bắt đầu đựng cái gì? Đựng cái gì cả nhà nhìn nha. Đây. Trong này đựng thử này nha. Thiệt luôn chứ thử gì? Đựng thiệt á. Một cái cây chân đế như bằng nhôm nha. Một cây. Cái cây gimbal này là nãy độ nó nè. Đây nè, cây này ở đây để sau. Thêm một cây chân đế lớn là hai nha. Chân đế này nó dài ra cao tại hiện lùng á. Hiện chọn cây này, có nhiều cây, cây này cũng là cái cây. Rồi. Lọt luôn cả nhà ơi. Lọt luôn. Thêm một cái cây gậy tự sướng đó là ba. Gậy tự sướng thì mọi người cũng biết rồi, đơn giản mà, cây gậy thì ai cũng dùng. Thì cũng có một số cái vùng miền, những cái những đi những cái vùng mà mình cũng phải buộc phải không thể dùng cái gimbal quay, cũng không thể cái dùng cái này. Nói chung là có một số anh em bên YouTube cũng vẫn dùng cái cây này. Họ có những cái gì mà họ làm phóng sự quay tầm trồm tới coi á, nhưng mà hiện ông không có tham gia mấy cái chuyện đó. Nhưng mà có những vùng mà vực sâu hoặc là những cái suối á, mình muốn với ra cái chỗ nhìn khác thì mình phải dùng gậy tự sướng nè. Gậy tự sướng thì ai cũng biết chức năng của nó rồi. Hiền cũng mua cái gậy tốt nhất nha, tất cả cái này chứ còn cái giật giật lên đó là rớt cái máy, vừa rớt cái máy bể rồi. Phải mua cái gậy anh kia anh tư vấn là mua cái loại dặn cùm cứng này luôn nè. Nói chung cũng từ từ, phải trang bị nhiều thứ lắm. Đấy, Hiền bỏ vào nữa nè. Rồi, lọt luôn. Thêm cái này nữa, lọt luôn. Thôi cái thùng này công nhận, ổng thương mình quá, ổng làm gì. Ổng cũng tính toán ghê, đo sao mà ổng làm, may là ổng làm luôn. Rồi, đây quay cho cả nhà xem luôn. Đây, cả nhà thấy không? Nè, lọt sạch sẽ vào này luôn nè. Đấy, và mình hỏi tại sao anh phải làm với cái thùng thiết giống tôi mang thùng cà rem vậy? À, giống như thùng cà rem hồi xưa vậy, anh nói là phải như vậy vì thứ nhất là bảo quản cho nó khỏi sốc. Ai là nó được lợi cái là nó vuông vức dựng đồ đi đi công tác, đi các xe tàu đồ, lỡ người ta co chân lên co giờ lên người ta đạp mình ai biết mình đi xe tàu mình thì hồi giờ không có đi, đi công tác xe thì đi Hiền đi xe Hiền say Hiền chỉ ra sân bay Hiền đi thôi, nói chung bay các nơi rồi thì mình đỡ nó cũng an toàn hơn. Đấy, thế là bây giờ nè cả nhà thấy nè, đá chuột không biết bao nhiêu đây, mình sẽ cân bao nhiêu ký nha. Đó, cân cái bao nhiêu ký ra sân bay. Thế là thích thì xách như thế này. Đấy, cũng nặng tay đấy. Hả? Mọi người thấy chưa? Xách đi thế này.
Và nếu mà trường hợp mà không xách thế này thì mình mang theo kiểu mình mang nhanh, nó mang kiểu này cũng được nè. Ôi trời, nó nặng vậy đấy, mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy đằng sau nha, tại vì không quay nhìn thấy sau nha, đây nè. Đấy, cũng được. Đúng không? Cả nhà mình đi gì đây giống như đi phượt ấy là đủ thật. Bây giờ cần thử bao nhiêu ký? Quan trọng là cần ký, vì mỗi lần đi qua sân bay là phải mua thêm hành lý. Rồi là phải đỡ lấy cái ký à. Lấy cái cần sức khỏe. Đây. Đó, nhà. Nhà này tiền có cho mùa hô cái gì cũng có hết ấy. Đó, căng vô nha. Giờ sách đặt nằm đi. Đó. Cả nhà thông cảm, hiền hay tự quay mình nó giống tự sướng. Ô. Đúng đội hình đẹp luôn nha cả nhà. Khi mà quay đây thì thường thường hàng sách tay của Vietjet ấy rồi là 7 kg nha cả nhà. Vậy là sách tay được 7 kg, nhưng mà bây giờ có cái chương khuyến mãi á. Thì về Bamboo hay là Vietnam Airlines là 20 kg. Và không phải mua hành lý, ví dụ như cái này là 7 kg thì mình sẽ còn được là 14 kg hành lý. Thậm tợ mình được 15 kg hành lý thì các anh vẫn cho qua, an ninh họ và bên hãng họ vẫn cho qua. À, quay cái clip này là Hiền cũng chia sẻ với mọi người là biết gì sao quay không? Vì mình có 3 chuyến công tác sắp tới. Trước đây chưa làm clip thì cũng quay chơi ốc YouTube thôi, nhưng mà bên đây làm clip cho vui thì làm thêm clip rồi với lại mọi người ủng hộ, thấy mọi người cũng ủng hộ động viên thì cũng là niềm đam mê của mình. Thành thử là làm cái gì Hiền có một cái tính là làm cái gì là cũng phải đầu tư trang bị. Ví dụ như Hiền làm bất động sản thì trước kia đâu biết gì bất động sản đâu, thì cũng phải đi học mà môi giới bất động sản, thẩm định giá bất động sản, điều hành quản lý sàn bất động sản và các lớp chuyên nghiệp hơn, rồi học về marketing online, rồi học về điều hành, nói chung là rất là nhiều, không phải mình nói khoe khoang với các bạn chứ. Hiền học hành gì lên bây giờ như nhà Hiền một sắp gì đây giống như đốt, không phải gì, không phải chỗ ai mà nghe đâu là học già cái đầu mà mình xách cái cặp đi học với mấy đứa con nít luôn. Học hồi kia Hiền không biết sử dụng Facebook luôn. Thiệt mà tuổi lứa tuổi Hiền này 48 rồi thì sử dụng Facebook gì, cũng phải đi học mà người ta thì sử dụng Facebook mà, nhưng Hiền phải đi học luôn, học lớp dùng Facebook nè, học lớp marketing online nè, rồi về với các lớp trẻ đó điều hành công ty với mọi người chứ. Học hết. Không nói thật là mà cả nhà đừng có cười nha, Hiền đang đăng ký cái lớp mà làm YouTube á, là cắt ghép video nha. Mọi người thấy video của Hiền up chay không à. Bây giờ có một số người nói làm gì lạ vậy, anh làm gì lạ gì, anh làm gì đâu giống như là anh làm gì YouTube hay lúa, anh làm nó biết cắt ghép rồi, nay sử dụng Playcam rồi, nhạc người ta không cấm, anh không biết tẩy nhạc ra rồi này nọ thôi. Mình nói nó nói cũng có lý chứ, mình đâu bảo thủ đâu. Thế là Hiền cũng đã đóng tiền rồi cha bên cái anh chuyên gia kia cũng là gọi là sư cha làm thầy đây, đóng tiền rồi, nhưng mà đi công tác ba đợt công tác về rồi mới rảnh mà học. À, thành ra video clip của Hiền á, Hiền sẽ cố gắng làm sao cải thiện cho nó hay hơn, chất lượng mà nó màu sắc nó tóm lại là giống như là mình nấu ăn ngon, mình có thể là nấu ăn ngon hơn dở biết, nhưng mà phải nhìn vào cái dĩa đồ ăn á là tươm tắt, ví dụ cái ớt phải chẻ ra cái hoa rồi vậy, ví dụ như thế. Năm nay là dạng như là phải hoa, nó nghệ thuật mà. Đấy, thành thử là trên tinh thần là mình sẽ cố gắng đến mức có thể phải nâng cấp, phải làm sao cho mà trong tâm mình thấy được. Còn cái chuyện mọi người ủng hộ mình được hay không hay được á là một chuyện, thì cũng nói luôn á. Làm thì ai cũng muốn mình được nhiều người yêu thương, nhiều với niềm đam mê của mình. Và Hiền cũng vậy, Hiền sống từ khi mà đi làm từ làm môi giới bất động sản cho đến kinh doanh bất động sản hay chuyển qua đầu tư bất động sản, thì Hiền cũng sống và cỡ cả nhân viên và mọi người đối tác, Hiền cố gắng làm sao cho họ, mình tôn trọng họ, yêu thương họ và giúp họ, và họ cũng sẽ giúp lại mình. Đây này, đây là thực sự là anh này, anh tư vấn này, anh đúng không? Mày em mang gì vậy, ông mang gì nó mới đẹp, rồi tôi làm cho hỗ trợ cho. Đây không hay vấn đề là tiền nha, nhưng mà cái giả này Hiền dám nói luôn nha, Hiền nói thiệt luôn. Hiện giờ là Hiền đây là phát minh đầu tiên, chứ còn trong anh em YouTuber là đa phần á
đa phần anh em bên YouTube mình là dường như là không có men cái vỏ này đâu nha. À, mọi người thấy đủ chiến đấu chưa? 7 kg. Trời ơi, tôi nói thật, nói cả nhà đừng cười nha. Trước kia Hiền không có bệnh, Hiền 63 kg, bữa nay Hiền còn có 57 kg à. Xúc 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Hiền 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Hiền xúc 6 kg á, mà cả nhà bụng biết rồi, nói chung ăn kiêng đồ này nọ là Hiền xúc 6 kg, nhưng mà giờ mang thêm lại 6 kg là bằng 63 kg á. Và cái này thì đi kiểu ra sân bay là phải đi kiểu này nữa nè, thêm cái này đi vô đây nè. Đó, cái này là không đi, tại cái này là giật bất ly thân, không có tiền đâu sao lên máy bay. Rồi cái này thì còn phải là giấy tờ tài liệu hợp hành, học hành ở trong này. Công việc cái này mới là chính nè, đi học đi hành. Còn cái này là phụ, nhưng mà đây là tự mình mình thích thì mình tự đeo mang thôi. Đó, đây là gọi là cốt được, vác được. Đấy, trong ông bè mà hai đứa yêu nhau quá ra hỏi giờ tụi mày thương nhau không? Ok, thương, thương được thì sao? Giờ mày thích nó đúng không? Phải cưới. Cưới xong ông già vợ ông nói một câu: mày biết không, làm người đàn ông phải chịu trách nhiệm gánh vác. Cốt được, vác được. Đây, cốt được là vác được. Ở đây nè. Đấy, là bây giờ phải bưng bê nặng thế này nè. Đấy, 7 kg đây, chứ không vừa đâu. Đấy, nói chung mình sẽ dừng video clip ở đây. Cái này là mình không có quảng cáo gì, không phải khoe gì, nhưng đây là mình chia sẻ cái niềm đam mê, cái cảm xúc của mình khi mình muốn đi làm video clip. Thì cũng giống như các anh chị trong cái giới nghệ thuật á, họ có cái gì á, mình coi trên TV, mình không bắt chước họ đâu nha, nhưng mà họ làm video clip xong họ có cái hậu trường á, họ sẽ quay cái gì thì mình cũng vậy. Mình đỡ đi làm cho mọi người hiểu rằng đỡ đi làm clip á là không phải là muốn xách cái gì là quay đâu. Đấy, đây là sơ sơ là chuẩn bị á, đầu tư công sức, chuẩn bị tiền của thì mình không đáng là bao nhiêu đâu, nhưng mà cái tâm huyết, cái suy nghĩ, cái tư duy về nó và làm cái gì mình cũng nói thẳng với mọi người, mình chia sẻ luôn. Làm cái gì mà chỉ mà làm chơi chơi á thì chỉ có bơi bơi là chơi chơi thôi. Thành ra Hiền làm gì cũng vậy. Hồi đi học Hiền chia sẻ, lúc mà Hiền đi học á, giỏi kính rè, Hiền đi học các lớp á, 45 lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng. Cả nhà biết làm sao không? Trời, nó học làm sao mà học đầu tiên vô cái nhìn thấy học sao nó tối thế, để mình quay mắt qua đây à. Qua nói chuyện chút là tắt luôn, tám chút luôn. À, cả nhà biết sao học coi như là 45 người đi học với Hiền, học một hồi á, là lên đây nhìn thấy mấy cặp học với nhau, nó học đi học với nhau mà rủ cùng công ty đi học. Thường thường là các công ty giám đốc đưa đi học với nhau để cho bồi dưỡng nghiệp vụ á, thì Hiền cũng đưa một số nhân viên đi học, nhân viên của Hiền á, và Hiền cũng đi học. Học thác hội thì nhìn thấy mấy cái cặp nhân viên mình không phải tò mò, nhưng mà học thác hội nó học với nhau, nó tán chuyện nhau, cái nó dẫn nhau đi chơi và cuối cùng nó bỏ cuộc. Học cái khóa đó học trong vòng là 15 ngày, học 5 ngày đầu là nó còn có 30 người à, học thêm đến 10 ngày nó còn có 25 người à, và đến học cuối khóa nó còn có 22 người à. Và nói luôn á là ông thầy ông thấy mình lúc đó nói ra cười cười mà cũng nhục, mình cũng nằm trong dạng như cũng gần già, trong lớp là già, nhưng mà vẫn học không bỏ sót một buổi. Cái đó là Hiền nói thật, không bỏ sót một buổi. Thành tử là khi cái Hiền chia sẻ cái điều này với cả nhà là Hiền làm cái gì cũng vậy, ai cười Hiền vẫn cứ làm, ai chơi Hiền vẫn cứ chịu, tại vì mình cảm thấy không hổ thẹn lòng mình, và mình không có làm gì, mình không có làm cái gì mà sai phạm với pháp luật hoặc là sai với cái lòng mình và sai với mọi người là được, không có gì là lố là quá là được. Nếu hôm nay mà mình mang cái vỏ này là mình giới thiệu cái vỏ này, chứ mình lấy cái bao bố lên mình giới thiệu hoặc là mình làm đó câu like câu view không có. Cái đó là Hiền nghiêm túc á. Thì hôm nay Hiền chia sẻ với cả nhà là hôm nay cái hành trang thêm một người bạn đồng hành trong cái những chuyến đi sắp tới của Hiền, và những chuyến đi này nó cũng sẽ đem lại cho Hiền nhiều ý nghĩa. Và ngoài giờ công tác, ví dụ thay giờ đó đi vô họp hành công việc của Hiền thì Hiền không có nói ở đây, mình vô mình họp hành xong hết giờ họp hành ra cái về khách sạn nghỉ một chút. Nhưng mà thay vì ở khách sạn nghỉ chút, cái thay vì nghỉ ở khách sạn mình nghỉ cũng mở tivi lên coi xong thôi, thì mình ra quán cà phê mình coi
uống cà phê mình coi cảnh đẹp. Nhưng mà cái người uống cà phê cảnh đẹp hưởng thụ, nhưng mà mình mắc cỡ vậy luôn, mình xách máy mình thấy đẹp quá, xin chủ quán anh ơi quán đẹp cho em quay em làm YouTube, thì nếu họ vui thì mình quay đó. Thế là cái hành trình Hiền làm clip là từ không có chủ đích gì hết, nó thành có cái mục đích, thì mình tự nhiên mình thấy làm được rồi, mọi người động viên phấn đấu mình làm. Và nói thật luôn, đến bây giờ mình làm, nói nhiều khi đây là nói nhục trước mặt mọi người luôn, mình nhục thiệt á. Mình làm clip mà có người ta coi có được 5 lượt xem mà trời ơi. Đó, nói thiệt luôn, có 5 lượt xem nhưng mà cả nó có 5 người, mình cũng cảm ơn 5 người đó ủng hộ mình. Hôm nay thì nói chung là cũng được hơi khá khá người ủng hộ. Thành ra mình cũng không có phải là mơ mộng đó được nút bạc kim cương đô la, cái gì đó không quan tâm. Nhưng mà sống trong cuộc sống mà được người khác quan tâm, được người khác mà ủng hộ mình là một điều mình thấy hạnh phúc thật sự đấy. Về nhà mà vợ con nó nhìn cái mặt chầm chầm, nó không thèm nói, không được quan tâm thì khó chịu không. Đi vô lớp học mà sao không chơi với ai thì thành tự kỷ. Ra xã hội cũng vậy, ra xã hội không có ai tay bắt mặt mừng thì làm sao mình làm ăn kinh doanh được. Thôi, dừng video clip ở đây. Giới thiệu với mọi người là mình sắp tới đi công tác, và mình sẽ cố gắng làm sao có nhiều cái gì đó mình quay làm sao cho nó đẹp đẹp một chút, rồi mọi người cứ comment góp ý ủng hộ Hiền. Hiền không có biết cái gì gọi là sáng tạo như thế nào đâu, nhưng có những cái cảnh mà những anh chị YouTuber đã quay rồi, mình sẵn sàng mình cũng quay lại ở góc độ cảm nhận của mình. Ví dụ cái quán đó cũng có rất là nhiều người quay, 5 người quay mình, thậm tệ là 10 người quay mình, người thứ 11 mình quay. Và mình suy nghĩ thế này nha, đây là suy nghĩ của trong Hiền. Thì một bài hát mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát khác, mình bản thân mình hát khác, người khác hát khác, có nghĩa là cũng cảnh đẹp đó, thì đứng góc độ này, đứng góc độ này, đứng góc độ này, đứng trên cao nhìn xuống, đứng dưới thấp nhìn xuống. Và mình cũng nghĩ rằng thôi, rồi báo thức đến giờ đón cháu à. Rồi vậy nha, tinh thần là vậy đi. Hiền chia sẻ ở đây, cảm ơn cả nhà. Nếu mà cảm thấy quý mến Hiền thì cứ ủng hộ kênh, đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ cho Hiền. Hiền cũng chẳng câu view câu like hay đi đặt mục đích gì đâu, nói chung là mà có nhiều người xem á thì thích thiệt vui á. Chắc còn bây giờ mọi người cũng nhìn anh trong anh em trong nghề thì biết cái Hiền làm, mà bây giờ nó đã lấy tiền thì cái đó không có nói đâu. Tại vì mình làm mấy video của mình là amateur nghiệp dư mà, còn phải đi học đi làm mà, còn mình cũng không có đỡ mà mục đích gì ngoài cái đam mê mà mình thấy cũng lãng phí. Cả nhà, hôm nay mình đi chỗ đó đẹp, đi những quán cà phê đẹp, rồi hôm mình không quay lại, mai mốt cái quán đó nói tầm bậy, có những quán mình quay cái quán kia xong bữa nay chủ quán nó đổi quán rồi, xong mà đổ nợ chuyển qua quán nhậu luôn. Đó là nó thật, cái đẹp nó tự nhiên mất đi, cái mình thấy buồn. Thôi được rồi, chào cả nhà nha. Nói chung là mình chia sẻ vậy thôi, hơi ngồi nóng mồ hôi nè. Rồi vậy thì sắp tới đây Hiền sẽ cố gắng để mà làm nhiều cái video clip nữa cho cả nhà cùng xem, những nơi mà có thể là Hiền do cái điều kiện công tác của Hiền thuận lợi Hiền quay về, còn những ai mà chưa đi thì thôi cứ xem qua màn hình, còn cả những bạn nào đến rồi thì sẽ được trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Rồi chào cả nhà nha.